Qua rất 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 là nhiều cái sản phẩm chống nắng thì bây giờ Băng tìm được cái chân ái của cuộc đời Băng, đó là cái kem chống nắng nâng tông này. Mấy bạn biết sao Băng gọi nó là chân ái không? Bởi vì sao? Bởi vì điều gì làm cho chúng ta ngại sử dụng kem chống nắng? Thứ nhất là nó làm cho cái da của mình bí bách, nó tạo một cái lớp màng nhớt nhớt nhầy nhầy, nó bết rít, nó khó chịu và nó làm cho các bạn cảm giác như là ở cái da chúng ta không thở được và nó sinh mụn đó. Rồi cái thứ hai là thoa kem chống nắng lên, rồi chúng ta phải làm dưỡng make up lên, rồi làm tùm lum tùm la rất là nhiều bước thì các bạn cảm thấy rất là mất thời gian đó. Cái nữa đó là giá thành, và đây là cái tip chống nắng này, nó gần như là giải quyết hết tất cả các vấn đề mà các bạn ngại khi sử dụng kem chống nắng. Đầu tiên Băng sẽ sử dụng cho các bạn coi. Băng dùng cái lượng cũng nhiều nhưng không ít đâu, không bị cay mắt nha. Băng sử dụng cái dòng này thì Băng cảm thấy nó không cay mắt, mình Băng cho gần luôn cái mí mắt luôn. Mùi cực kỳ thơm, nhẹ nhàng thoang thoảng, không làm cho mình cảm giác khó chịu nồng nặc, thấm vào da cực kỳ nhanh luôn. Khi mà các bạn thoa cái này á thì các bạn thấy á, khi mà các bạn thoa nó giống như sữa vậy, nó thấm vào da các bạn rất rất là nhanh luôn. Nhìn thấy chưa, với cái lượng kem nãy giờ bạn thoa là các bạn thấy nó rất nhiều đúng không, nhưng mà nó vẫn thoa lên đầu, nó thấm tới đó và nó thay thế được cái lớp make up cho các bạn luôn. Bởi vì sao? Bởi vì nó là chống nắng nâng tông. Băng á, Băng thoa cái này luôn là Băng không make up luôn, không sử dụng kem make up luôn, chỉ cần thoa một lớp này thôi là các bạn đã có thể tự tin đi ra đường rồi. Chỉ số chống nắng khá cao nha, SPF 50 PA 4 cộng nha, là các bạn vô tư các bạn đi ngoài trời luôn, nửa ngày trời luôn. Này, xong. Chỉ cần một cái bước đơn giản như vậy là thoa một miếng son dưỡng nhà Hanayuki vô nữa là các bạn đã có thể tự tin đi ra đường. Đây, rất là thấm mịn nước. Và cái hàng dòng này nó có luôn, cái hàng dòng cho body nha các bạn, có luôn dòng cho body luôn. Đây, khui cây mới ra, bữa giờ xài mấy cây cũ hết rồi. Thằng body á, khi mà các bạn thoa á, các bạn nhớ dùng cho Băng nhanh nhanh cái tay lên. Tại vì khi mà các bạn vừa thoa lên á thì nó giống như sữa, như nước, như sữa vậy, nó thấm vào da cực kỳ nhanh, nhưng mà nó rất là nhanh sau đó thôi. Khoảng 1 phút sau đó thôi là nó thấm mịn xuống như phấn vậy đó. Nên các bạn nhanh cái tay lên chứ không để thời điểm mà nó thấm mịn xuống á thì nó sẽ các bạn khó tán ra. Nó nhanh cái tay lên chút xíu thì Băng. Đây. Cho các bạn coi nâng tông hai bên. Mà một điều Băng rất thích ở cái hàng chống nắng này là gì? Là mặc dù nó là chống nắng nhưng mà khi mà các bạn thoa một thời gian á, không lâu đâu, tầm vài ngàn tuần lễ thôi là thấy các bạn lại thấy cái da của mình nó bật công thiệt. Nó bật công thiệt bởi vì sao? Bởi vì nó có luôn dưỡng trắng, nó có luôn dưỡng trắng nha các bạn, chứ không phải là chống nắng là ta tắm ra nó trắng nha. Bạn lại thấy nó là trắng trắng thiệt luôn nha. Trời ơi, ngộ chưa? Trời ơi, Băng cảm thấy cực kỳ tự tin về cái vấn đề mà hả? Trắng cái da của Băng bữa giờ nó trắng lại ai cũng nói ủa Băng mới đi tắm trắng à. Tại vì nó trắng nhanh quá, thật sự luôn, quá tuyệt vời luôn. Rồi, Băng sẽ test cho các bạn một cái về độ gọi là sao ta? Độ bóng dầu của nó. Đây. Đây là cái giấy thấm dầu nha. Cái tay của Băng mới vừa lấy cái kem mà dùng nguyên cái miếng này đi. Các bạn xem nè, hoàn toàn cái miếng thấm dầu ở dưới vải trên nó như nhau, nó không hề để lại cái lớp bóng dầu gì trên cái da mặt của chúng ta hết đó. Sử dụng chống nắng mà nó khô ráo kiểu này thì có gì đâu mà các bạn ngại đúng không? Đi ra đường nó không bị đổ mồ hôi dầu, nó không bị gì hết đó, nó khô ráo cực kỳ luôn. Nhanh tay nhanh chân lên đi, đặt ngay đi, bởi vì cái hàng này nó cháy hàng liên tục. Như bạn nói em xong hoài mà không được, hôm nay nó có hàng rồi, các bạn nhanh tay nhanh chân đặt cái cặp này luôn nha. Thêm một cái son dưỡng này nữa. Bye bye.